Quý vị các bạn thân mến, đây là trang trại bán con giống đà điểu. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật cũng như cái quy trình nuôi con đà điểu thì các bạn có thể gọi vào số 0163530982. Ở nơi đây chúng tôi cung cấp con giống từ 1 tuần đến 2 tuần, 3 tuần đến 1 tháng tuổi. Giá thành dao động từ khoảng 1,6 triệu cho đến 3 triệu tùy cái độ tuổi. Riêng con đà điểu ở đây thì chúng tôi đã, khi xuất bán con giống ra thì chúng tôi đã tiêm đầy đủ các vaccine, và thường nếu mà chúng ta mua tầm độ khoảng 1 tháng tuổi thì gần như là rất là yên tâm. Và sau khi chúng ta nuôi khoảng 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, tầm 8 tháng chúng ta có thể xuất bán thịt cho cái con đà điểu mà mình đã nuôi trưởng thành. Nó cũng dao động trên dưới 1 tạ. Với cái giá thành như ở nơi quê hương Ba Vì chúng tôi hiện bây giờ thì cũng trên dưới 300.000 một kg. Hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái con vật mà nhiều người cũng đang đi tìm cái chủ đề con vật để cho mình để phát triển kinh tế nông thôn VAC. Thì nơi đây là cái nôi sản xuất giống da thịt trứng đà điểu duy nhất ở miền Bắc, có đăng ký của viện chăn nuôi. Nếu như quý vị các bạn thấy video này bổ ích và hiệu quả, quý vị các bạn có thể like, đăng ký kênh hoặc gọi điện cho những người làm chương trình 0163530982. Chúng tôi sẽ đưa những cái con giống hiếm có, những cây trồng hiếm có để nhân bản cho bà con lên nhiều những cái vùng quê trên khắp Việt Nam mình. Cũng có những người đã thành công từ những con nọ cây kia, nhưng mà ở nhiều nơi khác thì họ cũng không biết mua giống ở đâu, và tìm tòi về tiếp cận cái công nghệ cũng như cái kỹ thuật cách làm chuồng rồi cách chăm sóc chống bệnh tật ra làm sao, và mua giống ở đâu. Thì chính vì vậy từ là một cái niềm đam mê của tôi và một cái chút mong muốn là nhân bản ra nhiều bà con ở khắp vùng miền đất nước Việt Nam quê hương chúng ta, tôi đã thiết lập ra một cái kênh như thế này. Thì mong quý vị bà con có nhu cầu tìm về con gì cũng như cây gì, chúng ta hãy comment hoặc là chúng ta có thể để lại tin nhắn hoặc gọi điện cho chúng tôi theo cái số 0163530982 để những người làm chương trình và những cái kênh của chúng tôi được phong phú hơn, được nhiều người quan tâm hơn. Đây là con đà điểu rất là gần đúng không ạ? Các bạn tôi có thể zoom lại một chút nữa. Đây con đà điểu đây. Con đà điểu này thì thường ở đây thì chúng tôi nuôi là ăn cám, cám cò, ăn một số những thành phần rau bổ sung. Công nhân ở nơi đây chúng tôi thì có khoảng 200 công nhân. Thỉnh thoảng thì cũng được tiêm vaccine và được tập huấn. Có thể nói viện chăn nuôi cũng khá là quan tâm đến chúng tôi. Đây là hình ảnh một công nhân đang quét bỏ cái thức ăn cũ.
Thì như lúc này đây là đàn đà điểu đang thấy người đến thì chúng cũng rất là thân thiện. Như cái vườn chuồng đây thì nó rơi vào khoảng 200 con. Khoảng 200 con. Mỗi một ô này rơi vào khoảng trăm khoảng 80 mét vuông đến 100 mét vuông, nuôi được khoảng 10 con. Đấy, như con những con đà điểu này rất là to đúng không ạ? Có thể lên tạ mốt. Chuồng đà điểu rất là đơn giản, chỉ cần một chút mái che và một chút sân chơi không được trơn thì đà điểu ngã gãy chân sai khớp. Chiếu là có cát để cho nó thấm bỏ cái nước. Những con đà điểu trống thì thường là to một chút, màu lông sẫm hơn một chút. Bên kia là đàn đà điểu đấy, các bạn có thể thấy đông chưa? Thấy người đến. Cái chuồng đà điểu này thì không bao giờ phải hót phân cả, tại vì khi phân nó nhỏ như là phân con mèo thôi, thì sau là tự phân hủy tại trên nền chuồng. Nuôi đà điểu chúng ta chỉ cần có một chút mái che để che cái máng ăn vào và một cái bể nước, mà bể nước thì là ở giữa, như đây tôi đang quay vào giữa màn hình đây, là ở giữa hai chuồng đà điểu sẽ tự đến uống. Khi bắt đà điểu thì đơn giản, người ta có một cái cây sào đang ngoắc cái đầu vào mình lôi. Ở đây là thuộc huyện Ba Vì, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 cây. Ba Vì thì cũng có con bò để phát triển kinh tế. Nhưng mà một năm gần đây thì cái giá nhập sữa cũng có phần chưa được cao lắm. Chưa như 3 năm 2 năm về trước thì bà con cũng thành công cho con bò. Ở đây thì chuồng thì cũng trồng, ở trong chuồng thì có một cái cây sấu to che bóng mát, và xung quanh đây là một cái dãy trồng keo. Ở đây thì cũng có rất nhiều chim cu gáy sống hoang dã, bởi vì là cái lượng thức ăn thừa của đà điểu khi những lúc không có công nhân đến là chim xuống ăn nhặt. Nó chim ở đây rất là nhiều, chim cu gáy và làm tổ trên những cái cây keo này rất là nhiều. Tôi cũng là người yêu chim cu gáy, nó thỉnh thoảng tôi rỗi rãi lúc nào tôi hay ra đây tôi tìm ổ chim đó. Nên là chính vì cái chủ đề chim cu gáy của tôi cũng đã được rất nhiều người quan tâm, nhưng mà tôi cũng thấy cái con đà điểu này cũng rất là hay. Hôm nay tôi thực hiện cái clip này cũng muốn đưa đến cái hình ảnh cũng như cái thông tin đến cho bà con. Vâng, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được chúc sức khỏe đến các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.
Ồ, và không quên tiếp tục đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt cho những người chương trình, xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok, xin chào các bạn.